Chọn tuổi Đồng Thổ làm nhà hướng Tây Bắc năm 2020, những tuổi nào hợp với nhà hướng Tây Bắc? Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, việc khảo sát tính toán phong thủy của căn nhà là hết sức quan trọng. Mỗi năm, sự luân chuyển của các thiên tinh ảnh hưởng đến trạch đất và con người, từng ở từng phương vị khác nhau cũng chịu ảnh hưởng theo thiên tinh. Sự luân chuyển vận động đó cũng được lặp đi lặp lại theo một quy trình nhất định. Nghiên cứu được các quy luật đó rồi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày khiến cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, hòa hợp được với thiên nhiên, giúp cho trạch đất và con người sống ở đó có được trường khí tốt, từ đó gia tăng được tài lộc. Ở những video trước, Phong Thủy May Mắn đã hướng dẫn quý anh chị và các bạn phân tích các hung vận hạn của từng hướng nhà và chỉ cho anh chị với từng hướng đó, hướng nào xây được, hướng nào không xây được. Nếu xây được, tròn vào tháng nào để được vượng khí bổ long phù sơn, giúp cho người sống trong nhà đó có được tài lộc viên mãn. Trong quá trình nghiên cứu, Phong Thủy May Mắn đã hợp tác cùng các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam, được sự tư vấn tận tình bằng những kiến thức uyên thâm về phong thủy, tử vi và cổ học của các thầy, nên chúng tôi mới có được những nội dung phong thủy có ích cho cộng đồng. Để chương trình ngày càng hay hơn, Phong Thủy May Mắn rất mong nhận được những góp ý của các bạn bằng cách comment ở phần nhận xét bên dưới video hoặc gọi trực tiếp tới hotline của chương trình. Xin cảm ơn các thầy đã dành thời gian tư vấn cho Phong Thủy May Mắn. Trong video này, Phong Thủy May Mắn xin gửi tới quý vị và các bạn 3 nội dung chính. Thứ nhất là việc phân tích phong thủy của hướng Tây Bắc năm 2020 cát hung như thế nào, có xây được nhà hay không. Thứ hai là với hướng Tây Bắc những tuổi nào hợp với hướng này. Thứ ba, những điều kiêng kỵ khi chọn người động thổ, chọn tuổi động thổ cho hướng nhà Tây Bắc. Mời quý anh chị và các bạn cùng chú ý theo dõi nhé. Đầu tiên, chúng ta xét đến cát hung luận giải của hướng nhà Tây Bắc năm 2020. Canh Tý, hướng Tây Bắc gồm 3 sơn, Tuất, Càn, Hợi, 29,2,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Tuy nhiên, sơn Càn và sơn Hợi từ 307,5 đến 337,5 độ phạm mộ long biến vận sát. Nếu muốn xây thì hai sơn này chọn tháng 4 nhật nguyệt đáo sơn sẽ làm được. Còn sơn Tuất từ 292,5 đến 307,5 độ xây mới vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi sẽ là cát. Về mộ long biến vận và cách tính phong thủy may mắn theo hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ ở những video trước, hôm nay chúng tôi sẽ phân tích qua về mộ long của hướng nhà Tây Bắc. Năm 2020, Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ. Vậy tại bốn sơn kim của mộ long, Càn, Hợi, Đoài, Đinh sử dụng ngũ thử độn tìm ra mộ vận tại Ất Sửu. Ngũ hành hải trung kim, thái tuế sinh nên không tốt. Đoài thuộc phương Tây, Đinh thuộc phương Nam, còn Càn, Hợi thuộc Tây Bắc. Hơn nữa, hai hướng này cũng sẽ bị tam sát đến tọa nên hạn chế không xây mới sửa chữa. Nếu trong trường hợp bắt buộc phải làm thì chọn các tháng như ở trên hoặc trực tiếp nhờ sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để chọn được thời điểm tốt nhất xây mới hay tu tạo sửa chữa cho hướng nhà Tây Bắc. Tiếp theo, ta phải xét đến sự ảnh hưởng của phi tinh lưu niên tới căn nhà hướng Tây Bắc. Năm 2020, Canh Tý sao bát bạch đáo đến Tây Bắc. Sao bát bạch là sao tả vụ, là cát tinh. Nếu vượng thì trung hiếu, phú quý dài lâu, con cháu được hưởng phúc lộc tổ tiên. Nếu suy tử thì có tổn thương nhỏ hoặc bị bệnh dịch. Sao bát bạch gặp nhất bạch là khắc xuất. Nếu vượng thì đại lợi về văn chương, học hành, văn chức thăng tiến, đặc biệt thuận lợi về kinh doanh, địa sản. Nếu suy thì dễ bị mắc bệnh thiếu máu, bệnh về tai, anh em trong nhà bất hòa, bạn bè phản bội hoặc phụ nữ không sinh đẻ, trẻ con chết đuối. Bát bạch gặp nhị hắc là tị hòa. Nếu vượng thì giàu có nhờ địa sản, nếu suy thì dễ mắc bệnh đau dạ dày, đường ruột hoặc bị chó cắn. Nếu loan đầu bên ngoài có giải núi chạy đi thì có thể xa rời quê hương đất tổ, xuất gia, làm tăng ni hoặc chết
gặp tam bích khắc nhập. Nếu vượng thì địa sản, nhà cửa, ruộng vườn dồi dào, quyền lực thăng tiến lên đột ngột. Nhờ được số của tiên tiên bát quái nên việc hợp tác rất tốt. Nếu suy thì của cải thất thoát, chức quyền giảm sút. Trong nhà có người bị thương nhẹ ở tay chân hoặc có bệnh gan, dạ dày. Sao bát bạch gặp tứ lục khắc nhập, nếu vượng thì vợ nắm quyền, giàu có về ruộng vườn và nhà cửa. Nếu suy thì có tổn thương nhỏ, vợ lấn quyền chồng, gia đạo bất hòa. Ra ngoài dễ gặp tai nạn xe thuyền hoặc làm ẩn sĩ ở chốn núi rừng. Bát bạch gặp ngũ hoàng là tị hỏa, nếu vượng thì tài lộc phát đạt, vận thế hanh thông. Nếu suy thì hao tài tổn sức, dễ bị bệnh nhẹ, vận thế trở ngại, dễ mắc bệnh đau bao tử, đường ruột hoặc ngộ độc thức ăn. Bát bạch gặp lục bạch sinh xuất, nếu vượng thì dễ trở thành quan văn, nhiều quyền thế, phú quý và phúc đức tăng cao. Còn nếu suy thì vẫn giàu sang nhưng cha con thì bất hòa, dễ mắc bệnh đau đầu, nhức xương. Bát bạch gặp thất xích sinh xuất, nếu vượng thì văn chức võ quyền đều có, tài lộc sung túc, vợ chồng hòa thuận, con cái an khang. Nếu suy thì tài sản dễ tiêu tán, vợ chồng mâu thuẫn bất hòa, con cháu tổn thất. Bát bạch gặp bát bạch là tị hòa, nếu vượng thì có lợi về văn chương học hành, phát về ruộng vườn nhà cửa, giàu sang phú quý đều có, sự nghiệp hưng vượng. Còn nếu suy thì sự nghiệp suy tàn, của cải thất tán, thường mắc bệnh nhức xương, đau vai. Sao bát bạch gặp cửu tử là sinh nhập, nếu vượng thì tin vui về dồn dập, giàu có không ai sánh kịp, có địa vị trong triều đình. Nếu suy thì mắt mũi lắm bệnh tật, bụng nhiệt, đại tiện ra máu hoặc bị hỏa hoạn. Bát bạch mặc dù là sao tốt nhưng cát hay hung ta lại phải xem xét chi tiết, xem sao đó ở vị trí nào và kết hợp với những sao nào mà đưa ra được phương án tính toán cụ thể. Vừa rồi, Phong Thủy May Mắn đã phân tích chi tiết cụ thể từng sơn của hướng Tây Bắc về cát hung vận hạn thế nào. Anh chị lưu ý nhé! Tiếp theo đây, quý anh chị thân mến, vừa rồi Phong Thủy May Mắn đã phân tích chi tiết cụ thể từng sơn của hướng Tây Bắc về cát hung vận hạn thế nào. Anh chị lưu ý nhé! Tiếp theo đây là với phương nhà Tây Bắc thì những tuổi nào ở thì hợp thì đắc cách nhất. Phong Thủy May Mắn cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi và ý kiến của quý vị và các bạn về việc chọn cho mình một hướng nhà hợp phong thủy. Với sự tư vấn của những chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam và các thầy đã đưa ra những tuổi hợp cho căn nhà hướng Tây Bắc bao gồm tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, Tân Mão, Tân Mùi, Tân Hợi. Quý anh chị mà thuộc những tuổi này chọn nhà Tây Bắc sẽ là rất đắc cách. Các cụ nhà ta xưa có câu nhất vị nhị hướng. Vì vậy, quý anh chị cũng đừng cố chấp chọn cho mình một căn nhà hợp hướng. Tiêu chí chọn nhà đầu tiên là phải ở vị trí tốt, được xây dựng trên mảnh đất tốt, cảnh quan xung quanh không phạm sát. Khi chọn được vị trí tốt thì ta mới xét đến hướng. Vì vậy, quý anh chị và các bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi chọn cho mình một căn nhà nhé. Tiếp theo là tiêu chí chọn tuổi động thổ cho nhà hướng Tây Bắc. Đầu tiên, ta không chọn tháng Dậu, ngày Dậu, không chọn người tuổi Dậu động thổ. Ngoài ra, còn có các tiêu chí khác như tuổi người động thổ không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai, không xung khắc với trạch thủ, không xung khắc với trạch đất. Phải lựa chọn được ngày giờ tốt động thổ thì việc xây mới hay tu tạo sửa chữa mới đắc cách vượng tài, vượng đinh. Việc tính toán phong thủ cần chính xác và phải được tư vấn trực tiếp từ chuyên gia. Không được làm càn, làm ẩu, kẻo hối hận cả đời. Việc xây nhà là việc lớn của đời người nên quý anh chị đã không làm thì thôi, nếu làm thì làm cho tới, chỉnh chu, tỉ mỉ, chuyên nghiệp để được tài lộc vượng tiến. Trên đây, Phong Thủy May Mắn đã phân tích phong thủy cho những căn nhà hướng Tây Bắc, cách chọn tuổi hợp hướng, những điều cần lưu ý khi chọn người động thổ xây nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để nhận được những kiến thức chuẩn nhất về tử vi, phong thủy, tứ trụ ba tự và các bộ môn văn hóa tâm linh, anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ngay bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo của Phong Thủy May Mắn.